What up? This is 2E. We're hanging out in Sedek. I just want to introduce some of our friends. We did a show, Nyawa Cacao, before 3 years ago. And we are the original creators, and we want to see if they're still interested in maybe re-sparking up the show. So I have my friend Dave here. Yeah, thì hồi xưa là ba anh em mình có làm cái chương trình podcast tên là Nhậu với cái cậu. Thì hồi xưa là mọi người hướng rất là nhiều từ những cái special của Romastic cho tới Dennis Nguyễn. Thì gần đây anh em có cơ hội được gặp lại nhau nè. Thì là nếu mà có duyên và mọi người vẫn thích đó, thì có thể mình sẽ làm một cái special tiếp theo. Nhưng mà yes, on love, maybe là mình có thể sẽ trở lại trên trên YouTube với một cái tập mới. Nhưng mà cũng chưa thể biết được, nên là it's all a love for you guys. Mọi người yêu thích thì biết đâu tụi mình sẽ trở lại. That's what I'm saying. We want to know what you think. Yeah. Because we will bring more content to you. Anyway. He wants to know what you think the most. Yeah. I know what I think. But what do you think? But we want to know what you think. Yeah. Anyway, so please enjoy our introducing Nyawa Cacao with us three producing, and hopefully we'll hear what you think. Yeah, và nếu lần này mà trở lại thì sẽ mang một màu sắc, một cái màu áo mới, nó phải chuyên nghiệp và chất lượng hơn. Cho nên là nếu như mà có thực sự cái mọi người yêu quý thì ba anh em mình sẽ trở lại với lại nhậu với cái cậu mùa tiếp theo. That's how we go, baby. You know what I'm saying? Peace. Let me to eat. Yeah, now we got salad. Yeah. Ai đã sẵn sàng để nhậu với các cậu mày? Chào Black. Yeah, what's up anh Tuấn? Khỏe không? Dạ khỏe. Ngày tới mình sẽ gặp những nhân vật rất là anh hùng luôn anh Tuấn. Yeah. Kỳ vãi lộn. Ok. Yeah. Anh cũng về sơ sơ là có một người rapper phía Bắc á, và một cái rapper ở bên Sài Gòn. Đúng rồi anh. Nói chung là câu chuyện này thì ai ở trong cái scene của em nó cũng tò mò, cũng biết cái gì á. Ai từng em cũng vậy không? Yeah, I'm the same with that motherfucker, you know what I'm saying? Yeah. It's like, em thật sự muốn là hai người này sẽ nói cái gì hôm nay, coi nó có thú vị và đủ lôi cuốn mình hay không? Yeah. You know what I'm saying? Yeah, cái đó là cái chuyện này là bị bao nhiêu năm rồi? Giờ cái chuyện này nó cũng được cỡ 3-4 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cái góc nhìn của mọi người nó thay đổi cũng nhiều rồi. Cho nên là em muốn là có một đúng cơ rồi, là bây giờ hai người có suy nghĩ khác nhau rồi. Đúng rồi. Hay là nhưng là cái đó là cũng dâm vào là cái chuyện của Biggie Small và Tupac lúc hồi xưa bên Mỹ là East Coast West Coast. Đúng rồi. Tại vì vốn gì cái nền tảng của hip hop là ai cũng muốn represent mà. Yeah. Represent một cái gì đó. Đúng rồi, ai cũng muốn mạnh mẽ. Yeah. Rồi ta cái gì khác cũng muốn đua nhau. Yeah. Bây giờ là sẽ mời hai người lại để cho là làm hòa bình. Đúng rồi. Nói hòa bình thì cũng hơi quá, nghĩa là mình chỉ muốn ngồi xuống để nói lại về mình, tại vì giờ ai cũng nó khác rồi. Yeah. Cũng trưởng thành là cũng kinh khủng hơn hồi xưa rất nhiều rồi. Yeah. Cho mọi người nhìn thấy một cái góc nhìn nó đặc biệt hơn một tí. Yeah, ok. Anh Tuấn, thiệt ra thì cái đặc biệt của hai nhân vật này là hai người đại diện cho hai cái khu vực khác nhau và mang cái màu nhạc rap khác nhau, phải không? Đối với em á, thì Bibo như là cái người mang cái sức ảnh hưởng rất là mạnh ở khu vực miền Tây vậy đó. Tức là thật sự là một người mang sự ảnh hưởng rất nhiều với những nghệ sĩ trẻ sau này, rất nhiều người ảnh hưởng với cái style và phong cách cũng như là cái flavor của Bibo. Thì còn Ramastic á, thì theo em thấy nha, chắc đỉnh mẹ nó nhất ngoài Bắc luôn rồi. Thì cái người này có cái vị rap bữa mới cho, nhớ cho con em anh nghe không? Yeah. Mới nghe xíu mà thấy thích rồi, rõ ra sự thật là như vậy luôn đó. Tức là ít ai mà có thể có sức ảnh hưởng đến những người trong khu vực miền Nam như là Ramastic luôn á. Bản thân em nhìn thấy như vậy. Nên là nếu mà cái sự hiện diện này của hai người ngày hôm nay ở cái show của mình, nó là một cái niềm vinh dự cho em với anh luôn á. Thật sự là họ rất là vãi lồn. Rồi, ok. Thật sự vãi lồn. Thế nên mình ăn gì anh? Thì bây giờ là anh đang xe gà, là anh nấu và gương. Có ớt, có hành tối, có dao mè, có xì ào kí cô mần, có cái nước bò nữa. Xong là anh sẽ làm cái salad chung và cà rốt, cà chua, và
là cái sauce mình đổ ở trên, mình hàng chung với cái chicken salad giả, là cái salad giả. Sau đó mình bỏ chút là cái sauce ở trên là chocolate đen, bơ và mật ong. Anh đã sẵn sàng rồi. Là đói bụng chưa? Rất sẵn sàng luôn rồi. Yeah. Em chuẩn bị cả buổi sáng không ăn gì cho để hôm tới giờ gặp anh rồi đó. Chúc là cho em mấy cái miếng sườn ăn chút. Khúc nặng. Vô lại. Em chào anh Tuy. Khỏe không? Dạ em khỏe. Sao? Đầu tiên thì có nghe Black nói về cái việc là lên đây để ăn thưởng thức món ăn của anh Tí. Ăn lại được không? Dạ được. Em chưa hiểu được đúng không anh? Tất cả mọi thứ này em đã đi rất xa lên đây em rất muốn ăn thử qua những cái lời nói của Black về món đồ ăn của anh Tí. Em không có thử đâu, ở đây là phải thật. Đúng rồi, mình đến đây để mình nói chuyện thật. Dạ. Rồi, bao lâu rồi là không có gặp lại hả? Thôi bây giờ là trước khi nói chuyện gì là bây giờ là mời uống nước nha. Cảm ơn anh. Rồi, không say cũng về. Không say cũng về. Thôi bây giờ là bác lo đi. Để em lấy đá cho mọi người. Thì để cho anh sắp xếp mấy đồ ăn nha. Hôm nay là mình sẽ ăn chicken salad, cà salad đó. Và có bánh mì tôi và phô mai, xong là mình có cái bánh chocolate. Ừ, chất đầu béo. Do đó là sợ là mọi người tới, xong là đi đau là thay ốm liền. Nó là tùy đâu cho ăn. Đồ ăn ở Tí là em nghe Black Car nói là ăn sẽ bị nghiện nên em rất là thích. Dạ xin lỗi, nếu là không bị nghiện là đi học Black Car. Black Car chung khẩu vị với em, ngọt thì thích béo. Đó đấy à, là cái là ngọt béo bảo đảm luôn. Okay, let's get rồi. Okay, cheers, cheers, bro. To the future. Thì hôm nay cái bản chất của cuộc gặp hôm nay là em sẽ là như là một người, em với anh Túy sẽ là người hỏi hai người một số câu hỏi mà bản thân em cũng tò mò, cũng như là đại đa số những người khác cũng tò mò. Nhưng mà mình sẽ đi sâu vào câu chuyện hơn khi mình ra bàn chút xíu nữa. Mình tự gặp. Dạ, rồi bây giờ là anh mời mấy người qua bàn ăn cơm. Ok. Ok. Bây giờ anh muốn mời mấy người tới nhà của cái cao. Yeah, cheers. Cheers. Sức khỏe. Có Black là người rapper, có Master cũng là người rapper, có Bebo là người rapper, thì anh là không phải là người rapper. Nhưng anh muốn hỏi là rap Việt ở Việt Nam á, hồi xưa là khác, bây giờ là khác như thế nào? Theo em á thì rap ngày xưa là đam mê, rap bây giờ có thể xem là một cái nghề. Dạ. Khác trong trách nhiệm. Còn trước thì sao? Rap Việt ngày xưa hầu hết là giống như đứa trẻ con. Dạ. Yeah. Làm thích làm gì làm. Dạ. Yeah. Thoải mái vô tư. Dạ. Yeah. Rồi thì bắt đầu có những bắt đầu đứa trẻ con biết kịch được nhiều trò hơn. Dạ. Yeah. Bắt đầu quậy một cách có tổ chức hơn. Với cái kinh nghiệm của hai anh em mà đã từng tham gia qua cuộc chiến Bắc Nam như mọi người bây giờ sẽ nói thì cái mặt tích cực và tiêu cực của nó là cái gì? Em chưa thấy sao? Tôi chỉ nói bản thân thôi nhé. Tôi chơi e-book từ ngày xưa, từ khi mà e-book mới vào thị trường Việt Nam. Thì mình cũng chỉ là một thằng nhóc tò mò thôi, lên mặt và cảm thấy cái dòng nhạc này phù hợp với mình và tìm hiểu nó và để theo đuổi nó. Thì rap ở Việt Nam nó không giống ở Mỹ, nó không có những cái conflict mang tính đường phố như là súng ống rồi là gang hay băng đảng. Đúng. Nó chỉ có ở, nó cũng có những cái mặt trái của xã hội rồi cũng có những cái conflict, có những cái mâu thuẫn. Nhưng mà tức là nó vừa có, nó vừa không có luôn. Nhưng mà nó mang theo một hình thức khác. Đúng rồi, ở của Việt Nam hơn. Đấy, thì cái thời kỳ đấy cũng là thời kỳ mà Internet cũng mới phát triển. Và như tất cả các thanh niên hay là trẻ con khác đều muốn tìm một nơi để mà thể hiện bản thân mình.
và giải quyết những cái điều mà bọn nó đang nhức nhối trong người. Đó là cái xu hướng chung. Nên là vì thế nên là mới sinh ra cái trận beef rồi trận diss battle, bởi vì không cùng quan điểm với nhau mà không thể giải tỏa được ở đâu khác ngoài nơi mà duy nhất có thể có tiếng nói là trên internet. Đó, và chơi hip hop thì nó có một cái văn minh nữa là cái những cái lời, cái lyric bài hát rồi những cái bức xúc của mình có thể mang lên nhạc và thể hiện trên nhạc được, và qua đó nó cũng có thể đánh giá được con người của mỗi người. Đó, và chính vì thế nên là trận beat, trận battle đấy lại là cái nơi mà để tất cả mọi người tỏa sáng dễ dàng nhất và thể hiện cái tôi, thể hiện cái quan điểm của bản thân mình một cách rõ ràng nhất. Vậy thì theo anh thì sao anh kể? Nếu mà ngày xét về ngày xưa á, thì tiêu cực nó nhiều hơn. Tại vì khi mà ngày xưa anh bắt đầu chơi rap thì ở ngoài Bắc rất ít, nhưng mà ở trong đây thì những cái va chạm thực tế nhiều. Có những va chạm nó mang lại hậu quả rất nặng, tức là có người phải nhập viện kiểu Vic Dragon đó. Rồi ngày xưa là rất là tiêu cực. Thì ngày đó người ta không có một khái niệm rõ ràng về nhạc rap, nên người ta không thể gọi với nhau là tụi mình đang sau trình. Chỉ là tao biết rap, mày cũng biết rap, giờ tao không đồng ý cái rap của mày. Nhưng mà dần dần sau này thì rap Việt bắt đầu có cái kiến thức rõ ràng hơn về rap và hip hop á, là họ quyết định nó chọn cái việc sử dụng âm nhạc rap theo một cách hip hop hơn, thì nó lại mang về cái tính tích cực nhiều hơn. Nhưng mà rap nó đang trưởng thành dần, thì cái việc tích cực đầu tiên đó là xuất hiện cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cheers baby. Cheers. Nói rất là deep. We got deep. Got beef, but now we need Got beef to eat. Nó mang cái nào cũng có cái mặt còn lại của nó, nhưng mà thật sự nếu mà cảm nhận thì rap Việt đang phát triển rất tốt, rất tốt, rất tốt, thực sự rất tốt. Nó cũng giống như một mô hình thu nhỏ của đúng xã rồi hội đúng rồi đúng rồi mỗi con người đó là một con người khác nhau, thể hiện mình qua cái âm nhạc đó, mình tìm cộng đồng người giống mình gọi là fan của người đó. Theo mấy anh em thì hiện tại á, nghệ sĩ ở Việt Nam thì đa số những rapper Việt Nam thì nói chung á thì họ đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền rồi, là sự thật luôn. Thì theo anh em á, thành công trong hip hop ở Việt Nam là gì, và theo như anh em thế nào là thành công đối với mỗi người ạ? Đối với bản thân Ramastic thì thành công một người nghệ sĩ được coi là thành công khi mà họ làm được bất cứ điều gì mình muốn và họ có đủ tiềm lực để làm những điều đấy, là một người thành công con điều gì không phụ thuộc vào gì hết, không phụ thuộc vào bất kỳ người, và có thể tự do sáng tạo, tự do làm ra những sản phẩm của mình mà không lo ngại bất cứ điều gì. Anh chỉ mong rằng là mình sẽ trong cái sự nghiệp rap của mình, hoặc là suốt cuộc đời mình có thể rap được á, làm được một bài nhạc nào đó có thể gắn liền với thời gian á. Anh đang rất mong về điều đó, mong là mình sẽ chạm tới được cái cảm giác đó. Thì tất cả những người nghệ sĩ xung quanh mình hay rapper, tất cả mọi người đang mong muốn được điều đó. Tất cả mọi nghệ sĩ đều muốn là có thể là được bài nhạc mà chiến thắng được bài kiểm tra của thời gian. Đúng rồi. Tức là mọi giai đoạn mọi người đều sẽ nghe bài đó theo từng cái cung bậc cảm xúc khác nhau về các thời đại này, thời đại kia. Đó là cái là thứ cuối cùng mà thực ra thì bất cứ nghệ sĩ nào cũng hướng tới. Một bài nhạc chiến thắng được cái bài kiểm tra của thời gian. Tiếc là cái việc đó lại phụ thuộc một ít vào may mắn. Mình cần một chút xíu trong cái quãng đời làm nghệ thuật của mình. So the question that I want to ask is, how is underground Vietnamese rap different from popular Vietnamese rap? What are the two main differences? Theo em nghĩ thì nó ngày xưa thì nó khác biệt hơn, nó rõ rệt hơn. Tại ngày xưa nhạc rap thiếu chuyên nghiệp đó, nhạc rap underground họ thiếu chuyên nghiệp rất nhiều. Thì cái khoảng cách nó rõ ràng hơn. Mainstream như là được em được biết thôi nha, cái kiến thức của em cũng không có rộng về bên mainstream lắm, em tiếp xúc cũng rất ít người. Nhưng mà nếu mà mainstream họ có truyền thông, có công ty bảo trợ, có bảo vệ hình ảnh, có quản lý và tất cả mọi thứ thì khác với underground ở chỗ đó. Thì hiện tại thì underground cũng đã bắt đầu có những cái mô hình đó hoạt động underground, nhưng mà cái âm nhạc underground hiện tại nó sẽ hơi cứng cáp hơn một tí, và nó thường phục vụ bản thân người nghệ sĩ hơn là phục vụ công chúng, như là giải trí truyền
họ giải trí thì họ sẽ phục vụ những người nghe, còn đây là phục vụ bản thân người rapper và cố gắng tìm những người giống cái màu của mình. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Tạo thành một cái giống như một gia đình và một cái tôn giáo nữa. Nếu mà rộng lớn hơn thì gọi nhạc rap cái gì, cái tôn giáo hay đi truyền đạo về tìm những người giống mình. Dạ, yeah. Yeah. Không biết nhạc luôn mà. Oh shit. Thì cái đầu tốt thì em giống nhau. Dạ. Theo góc nhìn của Ramastic thì sao? Theo góc nhìn của Ramastic thì underground giống như kiểu là ít được nhiều người biết đến hơn thì gọi đơn giản gọi là underground thôi. So if you start out in the underground and then all of a sudden you become popular and you start becoming mainstream, are you a sellout? Đối với bản thân mình ấy, thì nó không quan trọng là underground hay mainstream, quan trọng là sản phẩm hay hay sản phẩm dở. Sản phẩm chỉ có hay và dở. Và càng lên mainstream càng nhiều tiền, càng nổi tiếng thì càng có nhiều điều kiện để làm những sản phẩm hay, sản phẩm hoành tráng hơn. Underground thì tự do hơn bởi vì họ không còn phải lo về những cái áp lực về lượt view, lượt xem. Mà bây giờ mainstream cũng đâu có phải nhiều cái điều lo nữa. Cái điều áp lực duy nhất với họ là điều áp lực đối với những nghệ sĩ mà có công ty đứng ký hợp đồng, có record deal đứng đằng sau ký hợp đồng thì họ sẽ phải thỏa thuận với bên công ty về cái con đường mình đi, về cái hình ảnh mình xây dựng. Còn underground thì được cái là tự do hơn, tuy nhiên thì sẽ hạn chế hơn về mặt kinh phí hay là cũng như là về mặt các cái công nghệ để mà sử dụng hàng thiện nhất để làm được sản phẩm hay và sản phẩm dở, vậy thôi. Ok, thì theo như anh em thì các anh em cần gì từ nhạc rap và mong muốn rap Việt trong tương lai sẽ như thế nào? Sẽ từ quan điểm riêng của mỗi người nha. Bản thân Ramastic thì đang muốn tìm kiếm những cái đang tại vì nhạc rap thực ra là mình mượn lấy ý tưởng, mượn và học tập từ US đúng rồi. Và những nước khác. Đấy. Nên là mình đang muốn khai thác những cái yếu tố mà mang tính Việt Nam hơn ở rap. Đấy, vì Việt Nam mình có một cái hay là về văn học, về thơ, về văn hóa của Việt Nam rất là đặc trưng, rất là đặc biệt và không bị giống bất kỳ một nơi nào. Nên là ở Việt Nam thì thơ rất là phổ biến và thơ nó cũng có nhiều nét tương đồng với cả rap. Đúng, rất tương đồng. Nên là những cái đó mình có thể khai thác và có thể làm tôn vinh nó lên và tạo ra được những cái nét độc đáo riêng cho rap, mà nhất là khi gọi là rap Việt. Có những cái nét độc đáo, những cái điểm đặc trưng của Việt Nam. Đấy là cái mà mình đang muốn trong tương lai hiện tại và tương lai gần và tương lai xa nữa là khai thác được triệt để những cái yếu tố này. Thì bản thân Black cũng nghĩ là người Việt mình có rất là nhiều cái sự đặc biệt so với những người xung quanh Đông Nam Á mình luôn. Tức là cái màu sắc người Việt mình nếu mà thực sự được làm tốt và làm đúng nghĩa đó, thì mình cũng chẳng thua kém về những nước đang mạnh về ngành giải trí đâu. Vì cái màu sắc người Việt mình rất là hay. Thứ hai là cái bảng chữ cái mình dùng nó là alphabet nữa. Nó là dễ tiếp cận với thế giới hơn, thế giới sàn cái alphabet. Nó là cái điều may mắn cũng như là phúc lành của nhạc rap Việt vậy đó. Thì mình chỉ mong là trong tương lai xa hơn là rap Việt đã thực sự tìm được chỗ đứng của mình trên cái thị trường quốc tế, không chỉ riêng là trong cái khu vực nước nhà mình nữa. Theo anh Kỳ thì sao? Điều anh nghĩ nha, nếu mà ở nhạc rap đó, thì anh mong là mọi người cần ở nhạc rap cái việc thành công và kiếm ra thu nhập. Còn nếu mà mọi người cần ở hip hop á thì đầu tiên là niềm vui. Rồi giống như Ram nói vậy đó, là cái fit, cái màu miền Tây, là cái màu Việt Nam của mình vô trong đó. Thì anh có hơi chi tiết một xíu là anh mong cái miền Tây. Anh đang cố gắng để làm một cái gì đó để cho người ta biết là miền Tây có một cái nhạc rap miền Tây. Nó sẽ là cái màu thuần miền Tây. Trong cái sự nghiệp của anh thì anh represent, đúng rồi, baby. Mong là miền Tây nó ok. Chứ không dám nghĩ gì to lớn lắm. Be proud of where you come from. Hip hop is the lifestyle. Yeah. Ôi thôi, câu hỏi cuối cùng muốn dành tặng cho các anh em trước khi mình kết thúc chương trình nhậu với các cậu nè, thì là theo như anh em á thì cốt lõi của nghệ thuật là gì? Còn hơi deep xíu. Cốt lõi của nghệ thuật hả? Cốt tại lõi của nghệ thuật. Làm nghệ thuật. Tại sao nghệ thuật lại phải tồn tại trên cái thế giới này? Cốt lõi của nghệ thuật theo anh nghĩ đó là cái tôi của bản thân thôi. Ai cũng đều chứng minh cái tôi của mình, để chừng nào đúng thì thôi, nhiều người bao nhiêu người công nhận nó đúng thì thôi. Ai cũng nói là tôi là đúng nhất, tôi là đúng nhất, tôi làm cách này cách đúng nhất. Thế mình cứ liên tục chứng minh để cho nhiều người công nhận hơn nó thì tốt thì thôi. Và mình lý do mình làm nghệ thuật đó là mình đại diện một cái lối sống, một cái văn hóa nào đó mà người ở nhà khán thính giả họ muốn nghe,
họ muốn sống như vậy nhưng mà chưa được, thì mình là cái người đại diện cái đó. Với tôi thì nghệ thuật nó giống như kiểu là một cách mà thể hiện cách nhìn của mỗi người, mà theo cái cách mà nó lãng mạn và nó hơi siêu thực một tí. Vì cuộc sống này nó có nhiều phức tạp và con người sinh ra để khám phá. Nên là cái nghệ thuật là cái để chúng ta nhìn và cảm nhận cuộc sống theo một cái cách mà nó không thông thường, không phải là chỉ bằng những giác quan bình thường của mình, mà nó được thể hiện ra để vượt tầm những cái đó một chút. Nhiều người thì nói là nghệ thuật là sự thật, tức là mình sử dụng sự thật theo một cách nó tinh tế nhất để cho nó đến được tai người nghe, ở tùy vào cái ngữ cảnh, tùy vào cái môi trường mà mình lớn lên á. Tức là vốn dĩ thì nghệ thuật chỉ để nói là những tiếng nói đang hiện hữu trong xã hội đương đại theo một cách riêng, để cho nhiều người có thể nhìn thấy nó mà không cần phải trải nghiệm điều đó. Đôi khi nó tốt, đôi khi nó xấu. Nó là cái góc nhìn đấy của mỗi người. Đúng rồi. Nên người nghe sẽ cảm nhận cái chuyện đó và họ sẽ cảm thấy là mình đang trải cái chuyện đó luôn. Đúng rồi. Một cái kinh nghiệm để tránh rồi lỡ cái đầu kinh nghiệm không tốt thì bạn đỡ phải va vào cái kinh nghiệm đó. Bạn được nghe trước về cái điều đó. Hơn xui nó nghe nhạc mình theo góc độ nào đấy. Có thể nó tốt thì sao? Còn mình chuyển qua nó thì không. Bring the dessert out. Yeah. Okay, today we have a beautiful orange chocolate almond cake with a chocolate, dark chocolate, honey butter glaze. Mm-hmm. So I hope you enjoy. I know I will. I will. Yes. So how about you, Tui? What is your definition of art? Art comes in many forms. You know, you can be like these guys, rapper, you can be a designer, you can work in wood, fashion. I think for me, art is a way to express yourself and show people sort of who you are and how different you can be. Yeah. That's a good answer, bro. This worth it for a cheer. Yeah. Cheers, baby. It's like the ending of the world. One last thing, every show we're going to be coming out with a different poster, and we would like to present each of you with a poster that we're going to all sign. You know, so this is the poster is going to have chocolate on it. Today it's called Neutral Ground. Nhậu với các cậu. Nhậu với cậu. Okay. So, who wants to come and drink with uncles? Ai đã sẵn sàng đi nhậu với các cậu? Mày á? Yes, baby. Thù đi ông ơi. Suck my back. Fire. Fire. You're gonna love fire. Fire, fire. Oh, sucky. Sucky! It's sucking my lifeblood! If you like the video, please like, share, follow, and subscribe. Yeah!